Sao anh tới trễ vậy? Em ngồi đi. Em sao vậy? Nhìn em có vẻ mệt. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Mình quen nhau cũng lâu rồi, hẹn hò đã bao nhiêu lần, vui buồn lẫn hạnh phúc. Anh không biết tại sao thời gian gần đây anh... Thôi, em hiểu rồi. Anh không cần nói nữa đâu. Anh cứ sống thật với tình cảm của mình đi, em chấp nhận mà. Em nói thiệt hả? Đúng, anh không biết tại sao em biết, nhưng khoảng thời gian gần đây anh không thể chấp nhận một ngày chỉ được ở bên em vài tiếng. Anh muốn ngày nào em cũng ở bên cạnh anh, từng giờ, từng phút, từng giây. Anh yêu em. Làm vợ anh nha. Em không cần nói gì hết. Hồi nãy em đồng ý rồi mà. Chỉ là tai nạn thôi. Nhưng mà em muốn biết. Vậy để anh giải thích cho em biết. Em có biết là em đẹp nhất khi cười không? Anh không cần một thân hình nóng bỏng hay đam mê phù phiếm. Với nụ cười này, đôi môi này là tất cả những gì anh yêu em.